Chương một. Quân hỏa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hát Cáp Sát Luyện binh trên sân, hơn một nghìn binh sĩ người mặc áo giáp, tay cầm đao thương cung tên tấm khiên, tạo thành từng đạo từng đạo đội ngũ, ở nắng nóng như lửa bên dưới ra sức chém vào xà kích. Một cổ pha tạp vào nồng nặc mùi mồ hôi dương cương khí tức ở trên thao trường tràn ngập, để người cảm thấy huyết mạch căng phòng, khó có thể tự kiềm chế luyện binh trận cách đó không xa, một loạt phòng xá nhất bên ngoài nơi, một cái choai choai tiểu tử hai mắt lấp lánh nhìn giữa trường cái kia ngàn tên binh sĩ tiến thối như thường thao luyện, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ. Bỗng nhiên, ở sau lưng của hắn, một bàn tay lớn duỗi tới, nắm lấy cổ của hắn. Ai yêu, lão gia tử, ngài nhẹ một chút, đau đau đau. Hừ, hiện tại biết đau rồi. Cho ngươi đi rèn sắt, ngươi nhưng chạy nơi này nhìn thao luyện, có phải là muốn ta lão già cho ngươi thao luyện một phen a à? thiếu niên run rẩy địa rùng mình lạnh lẽo vội vàng nói lão gia tử là ta không đúng tuyệt đối không nên a à? một vị tóc hơi bạc ông lão cầm lấy thiếu niên cái cổ trực tiếp đem hắn xách lên xoay chuyển máy cu quẹo tiến vào một cái phòng xá bên trong âu dương minh ta biết ngươi muốn gia nhập bọn họ thế nhưng ngươi bây giờ còn không được ông lão vung tay lên đem hắn ném tới phòng xá bên trong nói chờ ngươi lớn rồi lại nghĩ đi âu dương minh nhe răng trận mắt địa xoa cổ đau đớn chỗ nói lão gia tử ta đã lớn lên ngươi ông lão khinh bỉ mà xem xét hắn một chút không tiếp tục để ý hắn đưa tay từ trong góc lấy ra một cái đau gãy đây là một cái mã tấu chỉ là ở cán đau chỗ đứt gãy ra đã báo hỏng ông lão cầm đau gãy đông nhìn một cái tay ngó ngó, một lát về sau, hắn đem gãy vỡ nơi nhắm ngay, đặt ở một cái trên bình đài. Sau đó, hắn khẽ quát một tiếng, hai tay lẫn nhau xoa mấy lần, nhất thời toát ra một án lửa, bao phủ ở mặt vỡ chỗ. Âu Dương Minh con mắt nhất thời trận tròn, hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng thẳng người, yên lặng mà nhìn, liền một chút động tĩnh cũng không dám gây ra tới. Lão già đối với hắn tuy rằng quát mắng đấm đá, nhưng Âu Dương Minh lại biết, ở tòa này trong trại lính, cũng chỉ có cái này không đáng chú ý lão gia hỏa mới là chân tâm đối xử tốt với hắn. Đầy đủ thời gian đốt hết một nén hương, ông lão nhổ một ngụm thở dài, thu tay về. Trên trán của hắn ẩn ẩn có thể thấy được một ít vết mồ hôi, bất quá, làm ánh lửa kia tiêu tan thời gian, trên bình đài gãy vỡ mã tấu cũng đã tiếp hảo. Âu Dương Minh một cái bước nhanh về phía trước, tướng quân đao cầm lên, tỉ mỉ mà nhìn một lát, hắn chà chà có tiếng, nói: Lão gia tử, ngài thực sự là thần. Này nhận, thật đúng là thiên y vô phụng a, à, ha ha, tòa này trong quân doanh, ngài tuyệt đối là cái này. Hắn giơ ngón tay cái lên, tàn nhẫn mà trung mấy lần. Ông lão trên mặt lóe lên vẻ đắc ý ý cười, đột nhiên nói: Thế nào, muốn học sao? Âu Dương Minh thở dài một hơi, nói: Dĩ nhiên muốn học, bất quá ta cũng không có cơ duyên này a. À. Ông lão sử dụng thủ pháp chính là trong quân bí thuật, đến từ chính hoàng triều ban cho quân hỏa rèn đúc phát, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể mơ ước. Âu Dương Minh vốn là một đứa cô nhi, ở trong thôn lạc ăn cơm trăm nhà lớn lên. Nhờ số trời rung rủi tiến vào tòa này quân doanh làm cái người giúp việc, nhưng cùng này đồng dạng mẹ quá con cô lão già hợp mắt, đi theo dưới tay hắn học rèn đúc tay nghề. Nhưng là, bình thường tay nghề hiếu học, này quân hỏa nhưng là có thể gặp mà không thể cầu. Ông lão cười hì hì rồi lại cười, thần tình kia khá là đắc ý, nói. Đúng rồi, ngươi đem này đau cầm đi cho Trương Ngân Phạm, hắn có chuyện tìm ngươi. Âu Dương Minh nhíu chặt lông mày, nói. Ta mới không đi. Cái kia keo kiệt quỷ, hắn tìm ta chuẩn không chuyện tốt. Ông lão trừng mắt lên, một cước đạp tới, nói. Còn không mau đi. Âu Dương Minh linh xảo tránh thoát một cước này, kêu lên. Đúng đúng đúng, tuân mệnh. Hắn cầm cái này chữa trị mã tấu, như một làn khói chạy đi. Ở sau lưng của hắn, ông lão một bên lắc đầu, một bên than thở. Cái này lười biến tính tình, sau đó không biết có thể không sửa lại một chút đây. Ai, lần này đi, hy vọng hắn có cơ duyên này đi. Âu Dương Minh ba chân bốn cẳng đi tới quân doanh phía sau, cái kia trương ngân phạm ở trong quân cũng là một phương thế lực, là trưởng quản hậu cần một cái tiền lương quan tuy nói cũng không phải là chức vị chính, nhưng cũng là cầm trong tay thực quyền phó chức một trong. Đi tới phía sau nơi đóng quân, Âu Dương Minh tướng quân đao giao cho nhập trướng, đang chờ mở miệng, liền nghe này quản món nợ quan chức cười nói. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã đến, trương đại nhân đã phân phó, đi vào nhanh một chút đi. Âu Dương Minh đáp một tiếng, sau khi tiến vào doanh, nhưng trong lòng là có chút thấp thỏm. Bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra, trương ngân phạm cái này đại nhân vật làm sao sẽ tìm hắn cái này vô danh tiểu tốt tiến vào một chỗ phòng xá bên trong một vị người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên đó là một tên bạch diện thư sinh trên người có một loại khí âm nhu cùng quân trung dương vừa tựa hồ là hoàn toàn không hợp trương đại nhân ngài tìm tiểu nhân a à? âu dương minh không người cung kính mà hỏi trương ngân phạm gật gật đầu nói ngươi chính là âu dương minh ngồi đi hắn dĩ nhiên tự mình động thủ, cho Âu Dương Minh rót một chén trà. Âu Dương Minh trong lòng vừa mừng vừa sợ, này Trương Ngân Phạm ở trong mắt hắn, đã là cao cao không thể với tới nhân vật. Nhưng hôm nay nhưng như vậy hiền lành, càng địa để hắn thấp thỏm bất an. Âu Dương Minh, ngươi cùng lão tượng đầu là quan hệ như thế nào? Trương Ngân Phạm đột ngột hỏi. Âu Dương Minh ngẩn ra, vội vàng nói. Tiểu nhân là lão tượng đầu dưới trướng người giúp việc, vì là lão nhân gia người làm việc vặt. Hả, chính là một cái người giúp việc sao? Trương Ngân Phạm ánh mắt lấp lánh, tự hồ có hơi không tin. Âu Dương Minh vội vã nguyền rủa xin thề, nói. Tiểu nhân đúng là một tên người giúp việc, đại nhân nếu không tin, cứ việc đi hỏi. Nếu là lừa gạt ngài, tiểu nhân đồng ý chết vào loạn đau bên dưới. Trương Ngân Phạm rốt cục chậm lại khuôn mặt, nở nụ cười. Thì ra là như vậy. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói: "Âu Dương Minh, bản quan cùng ngươi thương nghị một chuyện, không biết ngươi có bằng lòng hay không?" Âu Dương Minh đứng lên, tiểu tâm giật giật nói: "Đại nhân, ngài có gì phân phó a?" À? Trương Ngân phàm mang trên mặt hòa thuận nụ cười, nói: "Âu Dương Minh, ngươi theo lão tượng đầu, cũng là cực khổ rồi. Ha ha, không biết ngươi có bằng lòng hay không đến ta tiện lương doanh a." À? Hắn chậm rãi nói: Ngươi nếu là nguyện ý đến, bản quan bảo đảm ngươi cái chính thức tên lính biên chế. Âu Dương Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ khó tin. Nhìn hắn vẻ mặt, Trương Ngân Phạm hài lòng gật đầu, nói. Lão tượng đầu cho ngươi mưu cái việc xấu, bất quá, lấy bản quan ý kiến, việc này cũng không thích hợp ngươi. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái, một vị khuôn mặt tuấn tú, tuổi cùng Âu Dương Minh không kém bao nhiêu thiếu niên từ trong phòng đi ra. Này, là bản quan cháu trai vợ trương hàm ngọc trương ngân phàm lãnh đạm nói chờ một chút bản quan sẽ dẫn ngươi gặp mấy vị bên trên kém ngươi ở ngay trước mặt bọn họ cự tuyệt cái kia việc xấu đồng thời đề cử hàm ngọc tiếp nhận rõ chưa âu dương minh tuổi cũng không lớn nhưng cũng không hề là loại kia hồ đồ vô tri hạng người hơn 10 năm cơ khổ cuộc đời đã để hắn hiểu được rất nhiều này căn bản cũng không phải là cái gì phúc khí mà là Trương Ngân phàm rõ ràng muốn cướp đoạt chỗ tốt. Nhìn Âu Dương Minh lẩm bẩm không nói, Trương Ngân phàm sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng thốt. Ngươi ở lão tượng đầu thủ hạ nghe theo quan chức, cũng là về ta quản hạt. Kha kha, ngươi nếu là không nghe hiệu lệnh, nên rõ ràng kết cục làm sao chứ? Âu Dương Minh sắc mặt biến đổi khó lường, hắn tự nhiên nghe ra trong những lời này cái kia sự uy hiếp mạnh mẽ mùi vị. Trương Ngân phàm mặt lạnh, nói Ngươi nghĩ thông suốt, nếu là nghe bản quan, bản quan không chỉ có sẽ bảo đảm ngươi một cái chính thức tên lính vị trí, còn cho ngươi trăm lạng bạch ngân tạ ơn. Nếu là không nghe, tiếng nói của hắn dần dần nhỏ đi biến nhỏ, cả phòng nhiệt độ tự hồ cũng thấp xuống một ít. Âu Dương Minh trong lòng rùng mình, hắn cảm thấy trên thân da thịt hơi phát đau, lập tức biết, trương ngân phàm lại là đồng sát tâm. Hắn hải hùng khiếp vía, ngã ngồi trên mặt đất, lập tức kêu lên, tiểu nhân tuân mệnh, nguyện ý nghe từ đại nhân dặn dò. Trương Ngân phàm sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, hắn đem Âu Dương Minh kéo, tự thân vì hắn vỗ tới quần áo cho bụi, nói. Tốt, như vậy người trẻ tuổi, bản quan thưởng thức nhất. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, theo bản quan đến đây đi. Âu Dương Minh khúng núng, cùng Trương Hàm Ngọc đồng thời, cùng sau lưng Trương Ngân phàm mà đi. Dọc theo đường đi, hắn nhìn lén nhìn lại, cái kia trương hàm ngọc một mặt hưng phấn trong con ngươi càng là có không che giấu được vẻ mừng rỡ như điên âu dương minh trong lòng không ngừng kêu khổ lão tượng đầu a ngươi cho ta dành việc cần làm đến tột cùng là phúc là họa a bất quá nhiều lúc bọn họ đã đi tới hậu doanh nơi một tòa trong trạch viện nội đường bên trong có một vị cẩm y ông lão nhàn nhã mà ngồi nhìn thấy trương ngân phàm hắn đứng lên cười ha ha nói trương đại nhân ngươi đem người mang đến a trương ngân phàm cung kính mà nói hồi đại nhân hạ quan đã đem âu dương minh mang tới hắn chỉ tay một cái âu dương minh nói đại nhân hạ quan đã đem việc này báo cho âu dương minh bất quá hắn tự biết phúc duyên nông cạn không dám nhận bị vì lẽ đó muốn đem cơ hội này tặng cho một vị bạn bè chuyển nhượng bạn bè cẩm y ông lão khóe miệng hơi cong lên cười như không cười nhìn trương ngân phàm nhưng nảy ánh mắt cũng không có chút nào ý cười. Trương Ngân Phạm lạnh cả tim, vội vàng nói. Đại nhân, ngài cùng Gia Huynh cùng Điện Vi Thần, Gia Huynh thường xuyên đối với Hạ quan đề cập ngài, tán thưởng ngài thiết diện vô tư, nhìn rõ mọi việc, để Hạ quan hướng về ngài nhiều học tập đây. Cẩm y ông lão ngẩn ra, hắn do dự một chút, rốt cục than nhẹ một tiếng, nói. Bản quan phụng triều đình chi mệnh mà đến, cũng là thực hiện chức trách, chỉ cần tất cả hợp quy cũ, bản quan liền theo quy củ làm trương ngân phàm mặt hiện sắc mặt vui mừng nói vâng đại nhân anh minh hắn xoay người nói âu dương minh đây là triều đình tuần kiểm ti hồ đại nhân ngươi nhanh lên một chút lên trước gặp âu dương minh nâm nớp lo sợ địa đáp một tiếng nói xin chào hồ đại nhân cẩm y ông lão mỉm cười nói bản quan tuần kiểm ti hồ nghị thừa ngươi tên là gì âu dương minh trong lòng oán thầm đây không phải biết rõ còn hỏi sao nhưng trong miệng nhưng là cung kính mà nói tiểu nhân khí giới doanh âu dương minh hồ đại nhân vạn an hồ nghị thừa nhẹ nhàng gật đầu nói tốt bản quan hỏi ngươi có hay không không muốn tiếp thu quân hỏa mà đem cơ hội này chuyển cho hắn đây ánh mắt của hắn quét qua trương ngân phàm sau lưng trương hàm ngọc chậm âm thanh hỏi trương hàm ngọc con ngươi lập tức sáng lên trên người bắp thịt thậm chí cũng hơi căng thẳng. Cho tới nay, vị này thiếu niên tuấn tú đều là một bộ phong khinh vân đạm dáng dấp, cho đến giờ khắc này mới chính thức hiển lộ ra vẻ sốt sắng. PS, các bạn nhớ vốt 9.10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.